Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dungeons & Dragons, một kênh YouTube với các nội dung liên quan đến board game, xung quanh board game và tập trung về board game cho cộng đồng nói tiếng Việt. Mình là Hải Đăng và trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái series rất là đặc biệt luôn. Series này mang tên đó là trò chuyện board game. Thì trong tập ngày hôm nay, tập đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Toàn, là một đại diện từ Ngũ Hành Games, và chúng ta sẽ cùng nghe bạn chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như là những cái quan điểm của bạn về một trong những sự kiện mới nhất mà Ngũ Hành Game vừa tham gia tại Đài Loan. Nào, hãy cùng Dungeons & Dragons trò chuyện board game với Ngũ Hành Game nhé. Thì trước khi chúng ta bắt đầu thì mình sẽ nhờ bạn Toàn giới thiệu một chút về bạn cũng như là Ngũ Hành Game nhé. Thì hôm nay mình sẽ đại diện cho Ngũ Hành, thì mình là Toàn, là tác giả và cũng là co-founder của Ngũ Hành Games luôn. Mình sẽ đại diện cho team Ngũ Hành để trả lời buổi phỏng vấn này của anh Đăng về chuyến đi Đài Loan vừa rồi của team. Thì giới thiệu một tí về Ngũ Hành. Thì Ngũ Hành là công ty board game trong chuyên về sáng tạo và phát hành game lấy chủ đề văn hóa Việt Nam. Và điểm đặc biệt của Ngũ Hành là luôn tập trung vào việc phát triển gameplay, một gameplay gốc với cách chơi mới và gần như không có khái niệm retheme hoặc copy từ một cái cơ chế nào cả. Hiện tại thì Ngũ Hành đã là studio đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có một sản phẩm do người Việt vẽ và sáng tạo được phát hành tại quốc tế, và Ngũ Hành cũng đã bán được sản phẩm của Việt Nam đi ra nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Nhật, Sing, Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan. Thì đó là một vài cái điểm mà Ngũ Hành đã có thể đang đóng góp cho cộng đồng chúng ta. Rồi, cảm ơn Toàn về những cái chia sẻ về Ngũ Hành cũng như là giới thiệu bản thân. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái mục đó là về cái buổi Taiwan Game Expo. Thì thật sự ấy, bản thân anh mà nói, thành thật mà nói thì anh cũng không biết nhiều về cái Taiwan Game Expo này. Thứ nhất là nó còn mới lạ với anh chỉ nghe bạn anh ở Đài Loan kể về cái sự kiện này thôi. Mà anh cũng không nghĩ là đại diện ở Việt, mình ở Việt Nam mình có một đại diện được đi. Anh biết là rất là nhiều câu hỏi nên chúng ta sẽ đi từng câu hỏi một đi ha. Thì là làm thế nào mà em mới được nhận để đi vào cái sự kiện to như vậy, và cái sự kiện, quy mô sự kiện này là như thế nào? Em phải chia sẻ cho mọi người biết một chút về đó. Rồi, thì để trước tiên thì chắc em sẽ nói sơ qua cái quy mô của sự kiện cũng như là cái sự kiện này chính thức nó là như thế nào ha. Sự kiện này được gọi là Taiwanese Original Board Game Expo, viết tắt gọi là TOBE. Thì đây là lần thứ hai bên họ làm. Ban tổ chức là Taiwanese Board Game Design, viết tắt là TBD. Thì năm 2022 họ đã làm một lần ở Đài Loan rồi, và năm đó thì họ chỉ tập trung vào thị trường nội địa thôi. Đến năm 2023 họ mở rộng ra thị trường quốc tế. Và điểm đặc biệt của cái sự kiện năm nay á là bên Đài Loan họ rất là chủ động trong việc là mời những nhà phát hành mà họ biết. Thì cơ duyên để cho Ngũ Hành có thể gặp được TBD là ban tổ chức và được mời tham gia cho cái sự kiện TOBE này á, là do cuối năm 2022 thì Ngũ Hành có tham gia một cái sự kiện gọi là Asian Board Game Festival ở Singapore. Và trong quá trình tham gia cái sự kiện như vậy thì team Ngũ Hành được kết nối với rất là nhiều nhà phát hành trên khu vực châu Á. Thì đến đầu năm nay là TBD họ gửi một cái invitation thẳng luôn cho Ngũ Hành, là muốn Ngũ Hành thành đại diện của Việt Nam qua Đài Loan để tham dự sự kiện TOBE 2023. Và đi kèm với đó, một lời mời đó là một cái discount cho booth của nước ngoài luôn. Discount cho một booth quốc tế là giảm hẳn 50%. Cho nên là sự kiện TOBE lần này khá là hoành tráng và rất là tuyệt vời khi có sự xuất hiện không chỉ của team Ngũ Hành đến từ Việt Nam mà còn có Sashi Sashi Iten đến từ Nhật Bản, có Ori Game đến từ Capital Games đến từ Singapore và Malaysia. Bản thân cộng đồng của Đài Loan cũng đánh giá là TOBE năm nay là một những sự kiện board game lớn và đã nhất của họ trong xuyên suốt năm luôn. Mặc dù sự kiện như đây chỉ mới vào tháng 9 thôi, nhưng mà họ đã có thể cân nhắc đây là sự kiện lớn nhất năm rồi. Để có thể nói rõ cho cái việc là coi thử coi cái sự kiện nó có thể lớn đến mức độ nào, thì nó sẽ có khoảng từ, nó sẽ bao gồm hai cái sảnh trong cái một cái nhà máy cũ, nó gọi là hai cái nhà kho rất là lớn trong một cái nhà máy cũ. Thì nó là gồm hai cái kho như vậy, và khi tham gia thì đâu đó lượng người tham dự sẽ đâu đó khoảng
3 đến 4 ngàn, 3-4 ngàn người at a time. Còn throughout lượt ra vô thì thật sự là team không nắm rõ lắm do đông quá không thể đếm được, nhưng mà tại vì at the moment, at the time, tại một thời điểm nhất định thì có khoảng 3 đến 4 ngàn người tập trung tại khu vực đó, nó khá là đông và chia đều cho khoảng từ 50 đến 60 nhà phát hành khác nhau. Thì để cho các bạn có thể hiểu được một cái, có cái nhìn khách quan hơn về cái kích cỡ của cái sự kiện ấy, thì bên ở ngoài những sự bên Mỹ ấy, ngoài những cái sự kiện lớn như là GenCon hoặc là Origins ra hoặc là PAX ra, thì có mỗi thành phố, mỗi bang nó sẽ có một cái sự kiện board game riêng. Thì những cái sự kiện như vậy thường họ sẽ có khoảng 20 đến 30 publisher là tối đa. Cái này làm có khoảng gấp đôi như vậy thì đây là một sự kiện không nhỏ, có thể nói là sự kiện lớn luôn ấy. Nên dễ dàng hiểu Khá được là khi lớn. mà Đài Loan họ nghĩ rằng đó là sự kiện lớn nhất của năm. Wow. Đúng. Được tham dự là vinh dự nha. Rồi, thế còn cái mà anh luôn tò mò ấy, đó là cái chuyện mà ship hàng qua bên đó thì như thế nào? Là em xách tay qua hả? Hay là em có họ có hỗ trợ gì một cái đường ship hay đường giữ kho, đường giữ hàng gì cho mình không? Thì này là một điểm cộng cho TBD luôn, nên là thật sự rất là appreciate, rất là trân trọng cái nỗ lực của họ trong việc kết nối với những publisher quốc tế. Thì nếu mà tổ chức event trong quốc gia thì việc chuyển hàng nó là chuyện đơn giản, nhưng mà khi mà tổ chức quốc tế thì nó lại là một vấn đề khác. Thì ở trong sự kiện này TBD rất là tinh tế, thì họ đã chuẩn bị sẵn một cái dịch vụ ship hàng từ kho của họ đến thẳng sự kiện luôn, và họ provide cái service đó for free, tức là nhà phát hành ở quốc tế chỉ phải tốn tiền ship hàng đến từ quốc gia của họ đến kho của TBD mà thôi, kho của sự kiện mà thôi. Và chi phí thì tụi em về team ngũ hành, thì team ngũ hành cũng như những cái publisher khác là đa phần sẽ đóng thùng những sản phẩm mà mình sẽ bán, thì là sẽ chuyển thẳng bằng con bằng đường gọi là đường ship quốc tế luôn. Còn những thứ mà như trang trí hoặc là những vật dụng mà sẽ dùng trong sự kiện mà không phải là sản phẩm bán, như là game mẫu, demo, test đồ này nọ, thì đa phần là các team đều xách tay cả. Cái chuyển qua nhà kho của họ ấy, là mình sẽ chuyển, họ có yêu cầu là phải chuyển số lượng bao nhiêu, hoặc là tối đa bao nhiêu, hoặc là tối thiểu bao nhiêu không? Họ không yêu cầu luôn, nói chung là họ sẵn sàng nhận một thùng, họ cũng nhận một hộp, họ cũng nhận, họ sẽ nhận hết cho mình, miễn là mình chuyển cho họ trước 3 tuần thôi. Thì đó là yêu cầu duy nhất của bên TBD. Nói chung là nó khá là tuyệt vời, là bởi vì nếu mà các bạn mà làm shipping nhiều thì các bạn sẽ biết rằng là để chuyển hàng qua nước ngoài, và đặc biệt là chuyển hàng đi event đó, thì anh sẽ không thể nào ship thẳng đến cái event đó được, bởi vì nó chắc chắn nó sẽ bị chệch thời gian, mà event mình có chỉ 3 ngày thôi. Nếu mà mình ship thẳng cái event đó mà hàng hóa nó có vấn đề một cái thôi là mình mất 1-2 ngày bán. Đúng rồi. Thì cái việc provide một cái địa chỉ kho như vậy là rất là tuyệt vời, là chắc chắn là hàng của mình sẽ ở đó, và chắc chắn đến ngày event là hàng của mình nó available, mình không cần phải chờ cái sự shipping của bản thân mình đến cái địa chỉ event đó. Thì cái này là một cái điểm cộng rất là tuyệt vời cho những sự kiện như vậy. Thì nếu mà mọi người biết, mọi người đã từng thử shipping đi quốc tế á, thì mọi người sẽ biết được rằng là ship quốc tế nó sẽ gặp khá là nhiều vấn đề, đặc biệt là trong chi phí, bởi vì từ Việt Nam ship đi nó khá là mắc, và điều quan trọng hơn nữa là từ Việt Nam ship đi đến một cái quốc gia như kiểu Đài Loan, là tức là một nơi mà không phải quá thịnh về việc trao đổi buôn bán hàng hóa. Nếu mà ship đi Sing hoặc là ship đi Nhật, hàng ở nơi mà có nhiều người Việt có xu hướng có dịch dùng dịch vụ chuyển phát á, thì nó sẽ dễ hơn, mà đi đài thì nó hơi khác từ một tí. Thì đối với những quốc gia như kiểu đài đồ này nọ, kiếm được một đơn vị vận chuyển uy tín nó cũng khá là khó, và để họ có thể ship được đến đúng cái chỗ mà mình muốn á, thì nó cũng phải là cả một vấn đề. Cho chẳng hạn như là nó có nhiều thứ phát sinh lắm, cho nên là việc mà provide một cái kho chung như vậy ngay tại trung tâm thành phố, cái kho của họ đó, không biết một cách thần kỳ nào mà họ có thể manage được một cái kho ngay gì rất là gần cái trung tâm của sự kiện luôn, thì có thể ship thẳng cho đó là rất là an tâm. Rồi, một cái câu hỏi nếu mà anh cũng khá là tò mò ấy, đó là tại vì anh không biết cái ngôn ngữ
mà họ dùng ở Đài Loan người anh là xu mà tiếng Anh và tiếng Trung ha. Em cũng assume y chang anh luôn. Em cũng nghĩ là thật sự thì về cơ bản thì em cứ nghĩ rằng là đây là lần đầu tiên mà team quân hành, bản thân em và mấy bạn trong team quân hành là lần đầu tiên bước qua Đài Loan luôn. Thì trước khi trả lời câu hỏi đó của anh thì sẽ nói thêm một cái thứ nữa là lý do tại sao mà lần đầu tiên em đi Đài Loan là tại vì để tham dự một sự kiện ở một quốc gia như Đài Loan thì công dân Việt Nam sẽ phải xin xin visa. Ok. Và để xin visa thị thực để qua được Đài Loan thì các bạn sẽ cần phải có nhiều thứ mới xin được. Chứ không phải là muốn xin là được, cho nên là có thể nói là Việt Nam đi du lịch á, đi du lịch Đài Loan thì nhiều nhưng mà đi business Đài Loan thì khó hơn, đặc biệt là nếu không đi theo tour. Rồi thì tụi em đi qua bên Đài thì thứ mà tụi em bị sốc nhất đó là thứ mà anh vừa assume luôn, người Đài Loan không sử dụng tiếng Anh. Bên đó họ sử dụng gần như là chính, tức là họ có thể hiểu tiếng Anh nha, nhưng mà 90% là họ sẽ reply mình hoặc là họ sẽ giao tiếp bằng tiếng Trung. Và đặc biệt là Đài Loan sử dụng tiếng Trung phồn thể luôn, tức là nó viết một cái chữ của nó chắc phải ba bốn chữ giản thể gộp lại, cho nên là nhìn nó như một cái hộp vuông rất nhiều nét gạch mà không biết là cái gì, cực kỳ khó để có thể nhận diện một chữ. Thì đó là cái gọi là cái trắc trở đầu tiên khi bước qua Đài Loan. Và tuy nhiên thì em nghĩ nó cũng không phải là một rào cản quá lớn, nó cũng không phải là một cái rào cản quá lớn, bởi vì bản chất thì người Đài Loan họ cũng hiểu tiếng Anh, tức là ít nhất là họ hiểu mình nói cái gì, mình chỉ không hiểu họ đang nói cái gì thôi. Tức là nghe được, đây là communicate được một chiều. Thì qua bên đó thì tụi em có một vài bạn cũng như là một bên TPD họ cũng có cử một vài bạn volunteer người để hỗ trợ tụi em trong việc biên phiên dịch để có thể running throughout cái event luôn. Có những cái bạn volunteer đó là một trong những cái mắt xích rất là quan trọng luôn. Tại vì họ sẽ giúp mình như cái kinh nghiệm đi con của anh ấy, thì những bạn đó họ sẽ giúp mình giống như là một dạng chạy cái booth nó mượt hơn, cũng như là vừa họ biết được cái người bản xứ để họ tìm cái cách mà họ giao tiếp với họ. Thì những cái bạn volunteer này anh assume họ biết nói tiếng Anh. Có một bạn thì nói tiếng Anh fluently, có một bạn thì nói tiếng Anh ở mức độ basic communication thôi. However thì em nghĩ là basic là đủ rồi, cũng không cần thiết phải quá hiểu nhau. Bởi vì một điểm đặc biệt nữa là trước khi tụi em đi qua bên Đài Loan thì em cũng đã cẩn thận dịch tất cả những cái luật game của mình sang tiếng Đài rồi, tiếng Trung phồn thể. Và tất cả các game đều có luật online cả, nên em đã gửi cho các bạn luật trước để các bạn có thể nghiên cứu ở nhà và trải nghiệm. Xong rồi khi mà đến cái buổi mà action á thì mấy bạn sẽ đến sớm và tụi em đã có thể guide mấy bạn một lần nữa face to face luôn để mấy bạn có thể run cái game đó một, thì cơ bản là không có problem gì lắm. Thậm chí là có thể như hạn như lần tụi em đi bên Sing đi, thì mặc dù là hai bên có thể communicate với nhau bằng tiếng Anh rất là bình thường, however bản thân mình thì mình không có mang văn hóa local của địa phương á, nên là khá là khó để có thể gọi là enjoy the moment, kiểu là cùng với họ có thể nói chuyện và tương tác với nhau một cách tự nhiên. Do khác biệt về văn hóa và cũng như cái topic của câu chuyện á, thì mấy bạn volunteer local họ sẽ break được cái barrier đó khá là tốt và giúp cho người chơi họ dễ dàng chơi cái game và cũng như cảm nhận cái game, thiện cảm với cái game tốt hơn. Một cái mà anh đi con cũng hay thấy đó là họ luôn luôn cần có người những volunteer. Thì như anh nói rồi, thì hồi xưa cái con ở trên con 2023 anh cũng làm cho bên Surfing Meeple của Matagot, thì họ cũng sẽ thuê những người bản xứ để làm việc với mình. Tuy nhiên một cái anh đang khá là thắc mắc ấy, đó là tại vì tụi em không có nằm trong cái quá trình tuyển những cái bạn volunteer này, thì liệu là những cái bạn volunteer này là có được cái benefit gì khi mà làm việc với tụi em không? À thì đây cái này là một cái dịch vụ của bên TPD, bên ban tổ chức họ provide luôn, là họ sẽ giúp cho mình tìm mấy cái bạn như vậy tại bản xứ, thì mình sẽ trả lương cho họ theo giờ làm việc thực tế. Thì cái này là khá là về cơ bản thì đánh giá là khá là ok, tại vì thật sự bản thân kêu tụi em kiếm volunteer local tụi em cũng khá là khó Đúng rồi. đó. Thì về benefit thì các bạn sẽ nhận được cái lương trung bình ở Đài Loan cho mỗi giờ làm việc
và nó sẽ là được xem với tất cả các bút sử dụng volunteer luôn. Ngoài ra thì tùy vô mỗi nhà phát hành họ sẽ cung cấp một cái benefit riêng cho những bạn volunteer. Thì đối với team Vũ Hành thì tụi em cung cấp luôn cho các bạn kiểu đồ ăn, food và drink throughout cái sự kiện luôn. Là các bạn sẽ được, nếu mà bạn nào work qua cái giờ ăn thì mấy bạn sẽ được provide thêm supply để mấy bạn có thể tiếp tục cái work công việc của mình mà không cần phải lăn tăn với việc là phải bỏ việc để đi ăn trưa. Và mỗi khi mà các bạn xong cái ca của mình, tức là khi mà các bạn finish hoàn toàn luôn, tức là cái thông báo rằng là ok tao đã xong cái job rồi, tao không có compete với lại một dạng volunteer nữa, thì mấy bạn sẽ được nhận một bộ game tùy chọn của mấy bạn, tùy chọn từ kho của Ngũ Hành. Tức là Ngũ Hành sẽ gift free với bạn một bộ game mà bạn thích. Thì tụi em sẽ đem, tụi em tùy vô cái lượng hôm đó mấy bạn chọn là cái game gì thôi. Có một số bạn thì sẽ chọn cái game mà mình list, có một số bạn thì sẽ chọn cái game mà mình không list. Đó, nhưng mà nói chung là đó là benefit ở cả Việt Nam lẫn ở quốc tế, tụi em đều follow cái benefit đó cho các bạn, gọi là lead game đi, mình gọi là lead game đi cho nó dễ. Thì đa phần là các bạn lead game thì sẽ được cái benefit như vậy. Cái anh toàn là cái này anh tò mò nha. Đó là cái game nào mà được các bạn chọn nhiều nhất vậy? Bên Đài Loan lần này tụi em đi thì các bạn pick hội phố, mặc dù hội phố không hề có tiếng Trung nhưng mà các bạn chọn hội phố bởi vì mà thôi em nghĩ là bộ hội phố khá là hợp châu Á nói chung, bởi vì bản chất hội phố cũng là bestseller tại Nhật Bản luôn. Thì qua Đài Loan với cái cách gọi là cái văn hóa nó cũng khá là tương đồng với Nhật Bản, mình có thể check bộ Hanamikuchi để có thể thấy, mặc dù game của Đài Loan nhưng mà vẽ anime rất là anime style. Thì Đài Loan khá là represent phiên Nhật Bản nhưng mà một phiên bản unique của riêng họ, thì cái gu game của họ cũng khá là tương đồng và hội phố vẫn là work best nhất tại Đài Loan. Cảm ơn em đã chia sẻ về thông tin đó. Thường thì bên cái nhà phát hành ấy, họ ngại chia sẻ về cái game nào mà được lấy ra nhiều nhất và ít nhất nhất là Thật sự thì em cũng biết luôn á, là tại vì do nếu mà đối với những nhà phát hành có nhiều tác giả thì làm vậy nó sẽ rất là không fair đối với những bạn tác giả. Tuy nhiên là bên Ngũ Hành thì có mỗi hai team thôi, là có tới team em và team của bạn Giang ngoài Hà Nội thôi. Và thiên mệnh hiện tại đang được offer một cái thị trường khác, cho nên là bản thân tụi em cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái thông tin vừa rồi với anh, là bởi vì tụi nó không có ảnh hưởng đến reputation của các đối tác khác, tác giả khác. Tuy nhiên là nếu mà sau này khi mà phát triển nhiều hơn á, thì có nhiều tác giả hơn với nhiều dòng game bắt đầu giống nhau, và những tựa game có thể là đối thủ cạnh tranh của nhau, chính nhau trên kệ luôn á, thì yes, những thông tin này chắc chắn là sẽ phải conceal lại, không thôi tội mấy bạn tác giả lắm. Cảm ơn em đã being considerate. Rồi, một cái nếu mà anh cũng khá tò mò ấy, đó là cái lịch trình cái của cái sự kiện. Là vì những cái sự kiện mà anh đi ấy, thường nó chỉ có 8 tiếng thôi, là từ 10 giờ tới 6 giờ. Ở 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Và mình phải có mặt khoảng 9 giờ để mình dọn, gọi là setup cái booth của mình. Và mình phải kết thúc, thường thì kết thúc là 6 giờ nhưng mà 7 giờ mình mới ra khỏi đó, tại vì mình phải clean up. Thì anh không biết là cái sự kiện này của tụi em thì nó sẽ như thế nào. Em nói lịch trình thì sự kiện này của lần này Tobe diễn ra trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên là thật sự giờ hoạt động nó chỉ là khoảng 2 ngày thôi, tức là buổi chiều ngày đầu tiên đến hết buổi đầu, đến hết đầu giờ chiều ngày thứ hai, khoảng 3 giờ chiều đầu thứ hai là kết thúc. Thay vì là nó sẽ đâu đó trong khoảng hai, chính xác là trong khoảng 2 ngày là sự kiện nó active. Tuy nhiên là giai đoạn chuẩn bị và dọn dẹp thì nó sẽ kéo thành 3 ngày. Rồi thì lịch trình mỗi ngày nó sẽ như sau. Trước tiên là các bạn sẽ, thật ra trước giờ em nghĩ là các bạn cũng không tưởng tượng là đi convention ở nước ngoài nó sẽ như thế nào, và đi làm việc cho một cái publisher ở một cái convention là làm cái gì. Thì nó sẽ có hai bộ phận, gọi là bộ phận vận hành và bộ phận action, là bộ phận diễn ra trong sự kiện. Thì trong action diễn ra trong sự kiện sẽ bao gồm những bạn đứng quầy, đứng booth, những bạn lead game. Thì đa phần là những bạn nó sẽ là volunteer hoặc là một hai người đến từ brand, là gọi là brand representative á, người đại diện của brand đó. Thì họ sẽ làm việc đúng trong cái khung giờ mà anh vừa nói, là đâu đó khoảng 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Còn bộ phận mà vận hành cái booth và cái sự kiện đó của brand á, của publisher á,
thì họ sẽ phải làm việc nhiều hơn, thường là đâu đó sẽ phải đến sớm khoảng 1 tiếng và về trễ hơn khoảng 1 tiếng so với lại cái bộ phận mà induction. Thì chẳng hạn như là tụi em làm ở Tô Bê đi, thì cái ngày thứ hai là cái ngày là thường là cái ngày mà làm full time và nó đông nhất, thì là giờ hoạt động là từ 10 giờ sáng và nó cũng chạy đến khoảng 6 giờ chiều là nó đóng cửa. Tuy nhiên thì tụi em sẽ phải xuất hiện ở booth lúc 9 giờ sáng để setup. Rồi ở đây mình hỏi sẽ setup cái gì? Thì mình sẽ setup lại những cái standee, đặt lại vị trí và cần thiết thì kê lại bàn ghế đồ này nọ, kiểm tra đồ đạc, chuẩn bị setup hết để cho các bạn volunteer có thể tới. Họ sẽ đương tới khoảng trước nửa tiếng hoặc là 15 phút thôi để họ có thể nhận cái booth và họ induction liền. Thì buổi chiều thì mình sẽ lại phải dọn tất cả những cái thứ mà nó như kiểu standee, table, backdrop, đồ này nọ, nó gọn lại để mình có thể kiểm kê được. Thì lý do thật sự thì về cơ bản là bên mentor nhắc họ kêu là mày không nhận cũng được, cứ để đó thì cũng không sao. However thì khi mà cái kho nó đóng, khi mà cái chỗ sự kiện, cái hall sự kiện nó đóng cửa thì có nhiều thứ nó có thể phát sinh và nó sẽ có thể gây damage đến sản phẩm của mình. Ví dụ chẳng hạn như là một cái cây standee anh dựng đi mà nếu đóng cửa thì không có ai biết trong trọng hết, rồi vô tình nó ngã, nó đổ vì một cái rung động, một cái rung chấn vô tình nào đó thì nó có thể làm hư cái cây standee đó của mình và ngày mai mình sẽ không có thứ để xài, do mình không thể nào mình kiểu in lại được liền. Thậm chí là ngay tại trong quốc gia đó, người Đài Loan cũng không thể nào in liền một cái cây standee để backup được, ít nhất là sáng mà nó gãy thì chiều mới có để mà đem thay thế. Thì nó sẽ thành một cái bất lợi cho nhà phát hành, thì đa phần là tụi em sẽ phải dọn gọn những cái thứ đó vô để đảm bảo là có chuyện gì xảy ra thì mấy thứ đó nó cũng không đổ vỡ hoặc là nó gãy, những thứ là như vậy. Lịch hoạt động thì cái này thường thì nếu mà nói gọn trong một câu, thì nếu mà các bạn mà đi convention quốc tế với danh nghĩa là nhà phát hành thì các bạn sẽ phải đến chỗ làm lúc cửa hàng chưa mở cửa và về khách sạn lúc cửa hàng đã đóng rồi. Tụi em toàn đi ăn convenience store không? Khổ nha. Thì về cơ bản nó là đi công tác mà, cho nên là cũng khó mà du lịch được, chụp được một tấm ở Thái Bay 101 là hết rồi. Tự nhiên giờ anh mới nghĩ ra một cái, đó là ví dụ như có những bạn mà thích chơi board game mà các bạn biết được tiếng Trung đi, hoặc là các bạn biết được cái ngôn ngữ bản địa ấy, thì có cách nào để các bạn thành volunteer của cái sự kiện đó không? Các bạn không sống ở cái khu vực đó thì cũng hơi khó. Cũng đúng. À, cái em nói problem trong chỗ là cũng như là lúc nào em có nói á, là ngôn ngữ về giao tiếp thì cũng không quá khó khăn đâu, tại vì thật sự vì chẳng hạn như là em đi em với Mẫn về các bạn là cũng không có prepare, tại em có biết tiếng Trung Quốc một tí nhưng mà không phải là cái dạng mà fluently, mà chỉ là basic communicate và understand một tí thôi, hiểu được sơ sơ họ có thể nói được cái gì thôi. Thì qua bên đó vẫn có thể sống được, vẫn có thể sống và giao tiếp được, là nó là basic communication. Thì việc biết ngôn ngữ nó chỉ là một điểm thôi, quan trọng nhất là mấy bạn cũng phải sống ở thành phố đó, hoặc sống ở cái địa điểm mà tổ chức sự kiện đó. Lý do là tại vì chi phí để đưa một bạn ở một quốc gia của mình đến một quốc gia khác và để họ làm volunteer thì nó khá là đắt đỏ, thì mình sẽ ưu tiên là muốn những bạn local nhiều hơn, họ ở sẵn đó, họ fluent trong cái ngôn ngữ của họ luôn và có được cái nét văn hóa, họ biết cái gu game và biết cách để dẫn dắt người chơi để play test hiệu quả nhất luôn. Thì cái đó là lợi thế mà khó để có thể bù đắp lắm. Đúng. Cho nên là thường thì em nghĩ là cũng không có lý do gì để đưa một bạn ở những, chẳng hạn như đưa một bạn ở Việt Nam đi qua Đài Loan hay là qua Sing để chỉ làm công việc lead game thôi. Thì lần đi Sing tụi em có đưa một bạn nhân viên qua Sing luôn, nhưng mà bạn nó không phải làm nhiệm vụ lead game chỉ là nhiệm vụ phụ thôi. Bạn nó chủ yếu là đi handle nguyên cái chuyến đi và giải quyết những vấn đề phát sinh, thậm chí là chẳng hạn như là khi mà hàng stock đồ này nọ thì bạn nó sẽ phải đi deal coi là tao phải cất hàng ở đâu, phải stock kho, trữ kho như thế nào, tao di chuyển ra làm sao kiểu kiểu như vậy. Nó thiên về việc là operation nhiều hơn, tức là nếu mình đưa một bạn qua quốc tế để tham gia một cái convention thì bạn nó phải có chuyên môn về operation event nhiều hơn là việc bạn nó chỉ biết lead game thôi. Tại Đúng vì thật sự thì lead game thì em sẽ tuyển một bạn local làm cho rồi chứ. Nãy em có đề cập tới chuyện ăn ngủ uống ngủ nghỉ ấy, thì cái đó anh cũng khá là tò mò, tại vì mấy cái lần mà anh đi con, mà anh làm leading ấy, hoặc là anh chạy sự kiện, hoặc là ngay cả bản thân anh là một người tham dự convention ấy, cái việc ăn uống đối với anh
việc ăn thôi nha, chứ việc uống thì bình thường. Việc ăn này nọ rất là xa xỉ, tại vì mình chỉ có 6 tiếng và mình chỉ có 8 tiếng chứ, và mình phải làm mọi thứ trong khoảng thời gian 8 tiếng đó. Ngồi xuống chơi một game mà đã hơn 1 tiếng rồi. Thì anh tò mò đó là dưới một cái publisher như tụi em thì và volunteer, thì cái lịch mà tụi em ăn uống nghỉ ngơi trong cái khoảng 8 tiếng đó là như thế nào? Thì này là như hồi lúc đầu em cũng có chia sẻ luôn là sự kiện này nó tại tại một thời điểm nó có thể lên đến 3.000 người, chia cho 60 publisher, mỗi publisher cũng sẽ phải tiếp đâu đó khoảng 50 bạn, 50 người. Throughout một cái event như vậy thì cái thời gian, cái gọi là cái khoảng gap để các bạn có thể ngồi nghỉ nó sẽ đâu đó tầm 15-20 phút thôi. Và cả sự kiện ở Sing và sự kiện ở Đài Loan thì em đều gặp trường hợp là khi mà vừa thấy bàn trống một cái mình vừa bỏ bàn đi ra để mình chuẩn bị ráp cái bánh mì hay là cái gì đó để mình có thể ăn lực liền á, thì lại ngay lập tức có một cái nhóm khách họ đợi sẵn chỉ vô các bạn hỏi là cái này có available hay không. Đó thì nếu mà hỏi lịch trình ăn uống như thế nào á, là thì các bạn volunteer cũng đã chuẩn bị tâm lý đó rồi. Khá là may mắn là lần này tụi em đi gặp mấy bạn volunteer khá là dễ thương và họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là ok, tao sẽ làm và tao ăn là tranh thủ thôi, chủ yếu là anh tranh ăn là tranh thủ thôi. Thật sự nói đến việc anh nói là việc uống thì ok đúng không, ăn là xa xỉ đúng không. Thật sự kiện ở lần bên Sing á là cái bút, những cái bút xung quanh tụi em luôn á, bao gồm có tụi em luôn á, đừng nói đến ăn, đừng nói đến uống, đi toilet cũng là xa xỉ nữa, không rời được cái bàn để đi toilet luôn. Bận dữ. Nó đây là nó khá là bận, tại vì mọi người cũng phải tính là trong khoảng 8 tiếng đi, một game mình lít, tụi em nói lít là quyết định là lít phiên bản shortcut để cho nó gọi là ngắn gọn, một game chỉ chơi tối đa trong khoảng từ 10-15 phút thôi, không hơn. Nếu mà game không finish thì mình cũng sẽ kiếm cách để mình finish. Thì cái này là tips cho các bạn, là các bạn cần phải nói với những bạn volunteer của mình khi mà đi sự kiện á, là khái niệm là không phải là để cho người ta chơi cái game đó một cách full, mà là chơi người ta chơi cái game đó một cách vui nhất có thể, và các bạn có thể hoàn toàn thích cái game nó xuống hoặc là đẩy cái game nó nhanh lên, tiến trình cái game nó nhanh lên một tí để họ phải trải nghiệm cái game đó tốt nhất có thể. Thì đó là thứ mà tụi em cũng đã apply ở Sing và ở Đài Loan luôn. Ví dụ chẳng hạn như là hội phố thì tụi em thường sẽ cho chơi khoảng vài round thay vì chơi full để lấy hợp đồng. Du ký thì các bạn sẽ có xu hướng là khuyến khích người chơi chọn, và khi mà khuyến khích họ chọn nhiều thì họ sẽ muốn chọn sai nhanh hơn. Đây là một vài cái tip để có thể giúp em cái game mà họ vẫn trải nghiệm được cái game full. Đây thì tụi em không có cắt cái gì ra khỏi cái game cả, họ muốn trải nghiệm luật đầy đủ, được trải nghiệm tất cả những thứ mà họ làm, chỉ là các bạn list game nó được hướng dẫn những cái tip để đẩy nhanh tốc độ của cái game. Thì tại sao là phải như vậy, là bởi vì mình chỉ có 8 tiếng thôi và khối lượng khách đi rất là nhanh, họ đi qua và họ cảm thấy không thể trải nghiệm được thì họ có khả năng không quay lại. Đúng rồi. Thì có hai thứ để giữ được vị khách đó, là cái thứ nhất là mình phải mắc một cái cuộc hẹn với họ, kiểu là ok khoảng 5 phút nữa bạn quay lại thì tôi sẽ chuẩn bị sẵn một cái bàn cho bạn. Có thể là lúc họ quay lại thì cái bàn đó là vô tình bị full rồi đó, thì mình vẫn có thể chuẩn bị một cái vài cái ghế ngồi hoặc là một cái line đứng. Thật sự thì em nghĩ là cái này khá là bất ngờ, nhưng mà các bạn ở quốc tế rất là sẵn sàng gọi là đứng chờ để chơi luôn á. Như hỏi bên Sing rồi, thậm chí bên Đài luôn, là tụi em sẽ có một cái line chờ, đứng chờ đi chơi luôn. Hoặc là chẳng hạn như là nếu mà các bạn không cảm thấy là ok thôi, vậy thì tao muốn vô tao nghe luôn, nghe cái luật luôn, không cần chơi cũng được, nhưng mà nghe cái luật qua thôi. Thì cũng khá nhiều bạn sẵn sàng vô nghe cái luật, nghe cái luật được diễn giải, được chỉ những thứ đó, phải nắm được sơ bộ cái game đó, thì họ ra họ quyết định make a purchase luôn, để họ có thể tiết kiệm thời gian và đi qua những cái booth khác nữa. Thì đa phần là 8 tiếng đó các bạn sẽ phải cứ trung bình 1 tiếng đồng hồ là mọi người sẽ phải handle khoảng một bạn lead game sẽ phải handle từ khoảng 20 đến 30 khách hàng, và chia họ segment ra thì phải lead ít nhất là từ 8 đến 10 game trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, là 1 tiếng đồng hồ đó, và nó liên tục như vậy. Cho nên là cái khoảng thời gian ăn uống ngủ nghỉ, ăn uống trong cái khoảng sự kiện đó là gần như là tranh thủ được lúc nào thì lúc đó thôi. Thường thì đa phần là khách nó cũng không phải là kiểu lúc nào cũng đông, họ sẽ cũng có thời gian đi nghỉ trưa giống mình. Khoảng tầm giữa sự kiện thì sẽ có khoảng việc là thưa bớt khách, họ sẽ đi nghỉ trưa, nhưng mà cũng không có nghĩa là nó không có khách, cho nên là vẫn sẽ phải có một số bạn thay ca hoặc là đứng thách thơn để giữ cái booth và trong cái booth đó. Thì đó là
lịch trình chủ yếu của cái ngày diễn ra sự kiện. Vậy cho nên là mọi người sẽ, em nghĩ là khúc này mọi người cũng có thể trả lời được câu hỏi là tại sao mấy bạn operation phải đi sớm về trễ, trong khi mấy bạn in action thì lại được chỉ cần xuất hiện trước sự kiện khoảng nửa tiếng 15 phút thôi, nhưng mà cái workload của mấy bạn trong in action nó khá là nặng, khá là cao. Hay là Đó. cái cường độ nó cao hơn nhiều. Cường độ nó cao hơn nhiều. Công nhận. Một cái khác mà anh cũng khá là tò mò ấy, đó là tụi em có thời gian để tụi em đi qua những cái booth khác không? Và khi mà tụi em đi, tụi em làm những cái gì? Là chỉ qua đó À, để chơi hay là như thế nào? đã rồi. Thì để coi, thì đây là nãy giờ mình thì nói trong cái khúc mà vận hành một cái booth và kéo khách đến cái booth của mình. Đó, thì cái đó thì cái thứ mà em nghĩ là các bạn có thể dễ hiểu và dễ hình dung là cái công việc chính của một cái booth. Bây giờ bắt đầu đến những công việc không tên và những sự kiện không tên trong cái sự trong cái event. Thì đối với những sự kiện convention quốc tế thì nó sẽ luôn luôn có một cái industry night, một dạng social networking vậy. Thì cái sự kiện đó sẽ luôn diễn ra vào ngày trước ngày sự kiện, cái đêm mà trước ngày sự kiện diễn ra. Thì mục đích của cái đêm đó là để cho các bên nhà phát hành, những bên tác giả, tức là những bạn mà có thẻ đặc biệt á, như thẻ publisher hoặc là designer, author gì đó, được enter cái buổi đó. Buổi đó là cái buổi private night thôi. Và cái goal của cái buổi đó là để cho mọi người trong ngành connect với nhau. Connect ở đây là giữa publisher có thể trao đổi game, make deal giữa retailer, những bạn bán lẻ, bán sỉ, những cái tiệm cà phê, board game chẳng hạn, có thể bắt đầu make cái deal trước trước khi vào sự kiện. Bởi vì như nãy mình muốn nói là khi sự kiện diễn ra thì khối lượng khách và mình phải quản cái booth mình rất là nặng, khó khó có thể gọi là bỏ cái booth đi networking around một cách thoải mái, mà thậm chí là mình có thể bỏ cái booth của mình đi cũng chưa chắc là cái booth của họ có ngồi để họ có thể tiếp mình. Đúng. Đó, thì cái buổi đầu tiên, cái đêm đầu tiên đó là industry night, là cái đêm đó là cái đêm khá là quan trọng nếu bạn nào làm việc trong ngành và muốn phát triển thị trường. Đó, rồi còn trong sự kiện thì cái này cũng recommend luôn là nếu bạn nào đi convention đó, quốc tế đó, thì đi nên đi ít tối thiểu là 2 người. Nếu mà mình làm, nếu mà chỉ có mình là một studio một người không đó, thì nên kiếm một ai đó đi chung, hoặc là một partner, một công ty partner, cái brand partner nào đó đi chung với mình. Đa phần các publisher đều sẽ có từ 2 đến 3 người và một người sẽ chịu trách nhiệm vận hành cái booth. Người còn lại sẽ có trách nhiệm đi vòng vòng, đi qua những cái publisher khác, giới thiệu bản thân, give visit card, đưa business card, giới thiệu cái booth của mình nằm ở đâu, rồi giới có thể đưa cho họ một cái catalog hoặc là một cái brochure về sản phẩm của mình. Đó là những cái thứ mà các bạn cần và nên làm. Tại vì trong sự kiện sẽ luôn luôn có 2 dạng đối tác mà các bạn sẽ tìm thấy được. Nghĩa là thứ nhất là những đối tác publisher, là những người sẽ có khả năng mua bản quyền, licensing và localize cái game của bạn qua thị trường của họ. Dạng thứ hai là dạng bán game, là những thương hiệu bán game, ví dụ chẳng hạn như Đài Loan lớn nhất thì chắc là Panacea, là họ chuyên bán game, họ có một kênh phân phối rộng và lớn. Thì các bạn cần phải gặp những người như vậy và giới thiệu sản phẩm của mình, và nếu họ cảm thấy ok thì họ sẽ sẵn sàng nhập hàng của bạn, và bạn sẽ có một cái deal tuyệt vời. Đặc biệt là chẳng hạn như là nếu mà hôm đó bạn mang nhiều hàng qua thì các bạn có thể ngay lập tức make cái deal với họ ngay tại thời điểm đó luôn, là that at the end of the event, là mày có thể qua cái booth của tao, mày check coi là còn bao nhiêu booth, mày lấy được bao nhiêu thì mày lấy, rồi tao discount cho mày một cái giá rất là hữu nghị anh em, kiểu kiểu như vậy. Thì đó là cái thứ mà những publisher đều cử người, thậm chí những publisher lớn như kiểu MBRS4 dạng là cũng có tiếng ở bên Đài Loan và quốc tế luôn rồi, thì bản thân họ cũng phải làm chuyện đó. Một cái lợi nữa là nếu mình giới thiệu cho người ta về cái booth của mình ở đó, họ thử cái game của mình mà họ cảm thấy cái game của mày có vẻ hay, có vẻ tuyệt vời, thì khi mà họ bản thân họ khi họ list xong cái game của họ thì khách họ sẽ rời cái booth đúng không, và khách họ sẽ có xu hướng gọi là ta nên đi đến cái chỗ nào đó tiếp theo đây, tại vì thời gian ta cũng có hạn mà, ta cũng phải chọn mà. Vậy thì việc make friend như vậy, đi contact connecting như vậy thì họ sẽ chỉ cái booth của mình. Và Ngũ Hành nhận được rất là nhiều những recommendation từ những cái booth lân cận, họ sau khi test game xong họ chỉ thẳng qua bên kia test thì có game hay lắm, còn game gì thì họ không nói, thì bên kia có cái game hay lắm mày cứ qua đó mình tìm hiểu đi. Đó thì đó là cái mà cách mà những publisher hoạt động trong event và trước event, và cách để họ connect được với nhau.
nó cũng chính nhờ những cái hành sự những cái gọi là những cái hoạt động như vậy á, thì tụi em cũng quen được TBD bên Singapore và sau đó mới được mời đi Đài Loan trong năm nay đó. Thì đó là kinh nghiệm mà tụi em chia sẻ. Đúng mà phải gọi là proactive ấy, phải chủ động trong cái việc Đúng. mà tạo những mối quan hệ, cũng như là phải chủ động trong việc mà gọi là set up những cái relationship, những cái connection khác nhau. Rất ý tưởng rất là hay, tại vì kinh nghiệm từ một người đi con ấy là anh thấy được là khi mà mọi người đi con ấy, thường mọi người sẽ biết được cái sơ đồ, là họ sẽ đi được những cái chỗ nào họ muốn đi sẵn rồi, dựa trên cái danh sách khách mời, dựa trên danh sách những cái publisher cũng như những từ game họ mang tới, nên là họ thường là họ sẽ biết khách đi trên chỗ nào rồi. Nhưng mà đôi khi họ sẽ cần như anh đi ấy, nhiều lúc sẽ có những cái khoảng trống mà nên đi cái tiệm nào tiếp đây khi mà nó đi hết những cái chỗ lớn rồi, thì luôn luôn cần một cái recommendation, một cái lời khuyên hoặc là một cái tip nào đó để đi tới cái chỗ mà nhỏ gọi là cái hidden gem ấy. Tại vì nhiều lúc mình không có biết được là những cái nhà phát hành nhỏ, có rất nhiều tựa game từ nhà phát hành nhỏ indie rất là hay luôn. À, đó thì anh có thể thấy cái bác mà đội cái mũ con thiên nga ấy, thì đó là CEO của One Spanasia ấy. À, họ rất là proactive luôn, họ là thuộc dạng là công ty là phải là top bự nhất ở Đài Loan luôn rồi, và họ rất là họ có licensing về cả Catan, Carcassonne, rất là nhiều tựa game nổi tiếng, nhưng mà họ vẫn rất là proactive và CEO đích thân đi đến từng booth một để chơi thử game, feedback và nói chuyện, sharing những cái thứ như vậy. Đó thì em nghĩ đây là một chiến lược mà gần như tất cả các nhà phát hành đều thực hiện cả, bởi vì nó không có tốn cái gì của mình cả, mình chỉ cần phải đi và mình show cho người ta thấy thôi. Đúng rồi, Đó, đó là như vậy. cái chiến lược này cũng khá là hay, tại vì hồi anh hầu như hồi trên con năm ngoái ấy, là ngay cả vice president của Mattergod, Mattergod thì mọi người đều biết rồi, rất là lớn luôn, ngay chính bác này cũng phải ngồi đi tới từng cái booth và cũng mời những cái nhân vật của trên admin của Board Game Geek tới chơi những tựa game mới của họ, tức là phải phải chủ động đi tạo cái mối quan hệ với nhau. Đúng rồi, ngành board game thì bản như anh đi coi anh cũng thấy là cứ ngồi xuống chơi thì là nó không còn là cái xác suất mua nó từ 10% thành 50% rồi, lúc đó chỉ còn là yes or no thôi, Đúng rồi, chứ nó không còn yes. là nó không còn là câu chuyện là tao có nên thử cái này, tao có nên thử cái kia không. Đó đó là một cái công cụ rất là tuyệt vời. Đó là lý do tại sao mà CEO, Vice President của những công ty hoặc là những cái brand họ rất là active trong những cái sự kiện như vậy. Một cái mà anh cũng khá là tò mò luôn, tại vì cái này giống như là một dạng khi mà đi xong một những cái sự kiện ấy, thì anh luôn có một cái gọi là cái khoảnh khắc nhìn lại, gọi là mình tiếc coi là mình đã làm những tốt những gì, mình có những gì mà mình chưa làm tốt và những gì mà mình thấy tiếc. Thì bây giờ mình tới cái phần đó đi, gọi là retrospective đi. Thì Ok. những cái gì mà em đã thấy là team Ngũ Hành đã làm tốt trong cái event vừa rồi? Gọi là điểm tốt cũng tiểu tự khen mình quá, nhưng mà nói chung là đây là những điểm mà Ngũ Hành đã chuẩn bị cho những điểm mà Ngũ Hành đã chuẩn bị đúng cho những cái chuyến đi quốc tế như vậy. Là thứ nhất tụi em sẽ luôn luôn chuẩn bị trước về mặt gọi là marketing material. Thì thường khi mà đi những cái sự kiện như vậy á, những cái marketing material nó rất là khó để có thể chuyển qua quốc tế, do anh cần phải biết chính xác là anh cần phải in cái gì và như thế nào ra làm sao để đảm bảo rằng là khi mà qua quốc tế rồi thì anh đâu còn cái chance anh có thể chỉnh sửa nó đâu. Đúng rồi. Đó thì cái này nó xuất phát này em nghĩ là chắc không là điểm tốt mà chỉ là kinh nghiệm thôi, là do đi khá là nhiều event từ Việt Nam cho tới quốc tế rồi thì em có một bộ set marketing khá là chuẩn, bao gồm standee và info board, thì để có thể present cái sản phẩm của mình tốt nhất. Và khi qua đến cái event đó thì cái việc present cái sản phẩm của mình nó tốt á, nó gây ấn tượng cho người ta, bởi vì thứ nhất là sản phẩm của Ngũ Hành cũng như những bên châu Á đa phần nó sẽ có cái gu rất là giống nhau, đặc biệt là nếu các bạn đi, đặc biệt là lần này đi Đài Loan em phát hiện ra là mỗi một búp lịch sử ở châu Á đều có xu hướng là một game về đồ ăn. Vì vậy là kiểu cái tâm cái tư duy về cái mindset làm game và cái theme là nó rất giống nhau luôn, kiểu ai cũng có một cái game gì đó về đồ ăn, không trà sữa thì cũng cà phê, không cà phê thì cũng bánh mì phở gạo hay là cái quần què gì đó, nhưng mà nói chung là đồ ăn. Dạ
thì làm sao để mình có thể thì lúc này thì làm sao để mình có thể stand out được, thì đó là nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc là mình quyết định là mình đem cái gì đi qua bên đó để display. Thì đa phần là tụi em sẽ chuẩn bị sẵn những cái bảng info board, một cái bảng summary khá là đơn giản về việc là cái game của bạn, câu chuyện là cái gì, hình ảnh trong cái game có cái gì, và khoảng 3 đến 4 step để chơi cái game đó. Thì đó là cái thứ mà tụi em chuẩn bị chuẩn mực cho những cái sự kiện. Em nghĩ cái thứ đó là cái thứ mà giúp cho tụi em có thể gọi là điểm cộng ở quốc tế, khi mà đa phần thì một cái booth convention như vậy nó khá là nhỏ và nó cần phải có một cái không gian để cho người ta đi ra đi vào để vào cái khu vực chơi á, thì anh không thể nào trang trí quá nhiều và chắn lối đi của người ta được, và vậy thì nó rất là hạn chế những cái gọi là những cái poster hay là những cái gì đó treo treo để có thể cho khách có một khoảng thời gian đứng đọc. Thì những cái info board này nó giải quyết được cái vấn đề đó, là trong lúc họ chờ, họ chán, chờ họ đọc cái gì, thì có những cái thứ info board như vậy là giúp cho họ có thể nán lại kêu lại cái bút lâu hơn, và khi mà cái tỷ lệ nán lại cái bút lâu hơn thì tỷ lệ họ vào bút chơi và consider make một cái purchase, họ quyết định mua sản phẩm của mình nó cũng cao hơn. Một điểm nữa mà em nghĩ là cái này là Ngũ Hành cũng đã well prepare về tinh thần, là việc là qua bên đó thì mình cũng phải proactive, và tụi em cũng cố gắng để chuẩn bị cái tâm lý đó, và tụi em proactive ở rất là nhiều booth, thì nó cũng đổi lại là các bên khác họ có ấn tượng tốt, thậm chí là các bạn reviewer cũng sẵn sàng đến booth khá là nhiều để mua và review và đăng bài đó. Thì đó là những cái mà em nghĩ là tụi em đã chuẩn bị được và có kinh nghiệm trong việc thực hiện khi mà đi ra quốc tế. Mình thì nói sơ qua về cái những điều mà mình làm tốt rồi. Bây giờ thì những cái mà bản thân em thấy là đã làm chưa tốt trong cái sự kiện này đi. Trước tiên thì nó nói thẳng luôn là có những sai lầm luôn. Ủa, ok. Sai lầm, ok. Thì sai lầm đầu tiên là thật sự cũng là do mình thiếu kinh nghiệm thôi và mình không biết. Thì lần trước tụi em đi sinh á, tụi em có thứ nhất là vì sinh đi nó cũng thoải mái hơn, thứ hai nữa là cũng do cái khoảng thời gian hiện tại là em thấy là kinh tế cũng như là cái vấn đề của kinh doanh nó cũng hơi gặp trắc trở, cho nên là cái lịch trình của em nó bị thay á, khá là chặt, cái việc cái lịch trình nó không có phù hợp để tụi em có thể dư dả thời gian, nên là lần này khi mà tụi em đi đi Đài Loan, tụi em không có check trước với lại bên ban tổ chức về Industry Night, và rất là tiếc là cái lần Kobe lần này tụi em bị miss cái buổi đó. Team châu Á tụi em hay chơi chung là gồm có Đài Loan, Nhật, Đài Loan, Sing, Malay đồ này nọ, thì họ thường có một cái văn hóa là đi ăn after event đấy. Thì lần trước tụi em đi Sing tụi em cũng có tham gia, lần này tụi em vì cái lịch trình nó quá tight tụi em cũng không thể join được. Anh đi em thì tụi em bị miss cái buổi pre event và cái buổi post event. Thì cái này là nếu bạn nào mà đi mà có thể dư dả thời gian thì em tin là cố gắng sắp xếp, hoặc là hỏi thẳng với ban tổ chức luôn là có industry night không để mình có thể sắp xếp. Rất là xui là lần này em vừa mua vé bay xong thì ngày hôm sau ban tổ chức mới gửi một cái email kêu là industry night nè, đặt lại một cái vé bay khác được, cho nên là phải chấp nhận là bị miss cái buổi đó. Hơi tiếc và nhỉ. nếu mà gọi là miss là industry night diễn ra từ 6 giờ đến 10 giờ tối ngày hôm trước event, chuyến bay của em đáp xuống sân bay là lúc 9 giờ, nên là bó tay luôn, không có cách nào khác cả. Yes, chứ đó là một cái gọi là đòi hẳn luôn là sai lầm do mình quá bận, mình không có check với lại ban tổ chức á, mà cái đó thì mình có thể revenge được sau này, và trong này sau này thì khả năng cao là không có cái mistake đó nữa. Cái thứ hai nữa là thường thì cũng giống như từ hồi đầu em có nói là em với anh đều assume là Đài Loan sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng mà thật sự thì Đài Loan chỉ sử dụng tiếng Trung thôi, và cái này là do em không có research về cái văn hóa bản địa của họ một tí. Cái điều này nó không quá nghiêm trọng, tuy nhiên nó cũng gây ảnh hưởng một phần, do chẳng hạn như là vì mình chỉ có thể giao tiếp với họ bằng một cái gọi là trên cái basic level thôi, rất là khó để có thể giới thiệu hoàn chỉnh cái sản phẩm của mình, cũng như là mình có thể gọi là get to know được cái insight của khách hàng về việc là họ đang tìm kiếm cái gì ở sản phẩm, thì lúc đó mình có thể tư vấn với họ tốt hơn. Thì đó là cái này là cái khá là không gọi là sai lầm là không tìm hiểu trước. Nếu tìm hiểu trước thì mình có thể chuẩn bị thêm một vài cái document, chẳng hạn như là kiểu dịch những cái info board, lần này chẳng hạn tụi em đi qua đại vì tụi em assume giống anh là sử dụng tiếng Anh, tụi em làm info board bằng tiếng Anh thôi,
Chứ nếu mà biết thì tìm làm info bằng tiếng Trung Quốc rồi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều cho các bạn, có thể kiểu chỉ cần chỉ này thì chỉ qua cái bộ đọc đi là tiếng Trung Quốc này là xong. Nhưng mà không phải là người Đà Lạt nó cũng đọc tiếng Anh được cả, họ hay giao tiếp nhưng họ không thể đọc được tiếng Anh một cách fluently lắm, tùy mỗi bạn khác nhau. Thì đó là hai cái mà em nghĩ là những cái mistake mà tụi em mắc trong cái chuyến đi này. Em nghĩ thì những cái thứ đó là cái thứ mà sẽ cần cải thiện và improve trong những chuyến đi tiếp theo, là tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa cũng như là cái thị trường mà mình đang chuẩn bị tiến tới. Và cái thứ hai là make sure rằng là những cái event đó nó sẽ có những cái sự kiện phía trước event và những cái sự kiện phía sau event, mình cần phải nắm rõ được hết cái lịch trình đó để mình đặt cho chính đặt cái giờ di chuyển cũng như là những cái chỗ ở của mình cho nó chính xác. Cái mà social night đấy thì các sự kiện nó sẽ luôn có, nhưng mà anh chỉ ngạc nhiên ấy là nó diễn ra ở phía đầu của sự kiện thôi. Tại vì bình thường ấy là nó sẽ diễn ra bên trong sự kiện vào một cái buổi tối nào đó, nhưng mà anh nghĩ một phần ấy là do cái sự kiện này nó thời gian nó ngắn ấy, nên là họ sẽ làm lúc đầu. Em không biết, em có thể nghĩ là chắc là do khác nhau về scale quy mô cũng như là cái văn hóa. Đa phần thì em đi cả Sing cả Đài và thậm chí ở Việt Nam luôn thì đa phần mọi người đều làm cái sự kiện industry trước cái sự kiện. Lý do là sau khi cái sự kiện diễn ra, trong cái thời gian sự kiện diễn ra thì đa phần mọi người rất là mệt để có thể ra đời và make một cái decision gì đó rõ ràng. Trong khi trước sự kiện thì là mọi người sẽ có xu hướng là cái này em nghĩ là tâm lý giúp cho mọi người có thể guarantee được ấy. Đó là thứ nhất là tao có thể chắc chắn tham gia được sự kiện, thì trong lúc sự kiện mà quá bận rộn hoặc là có vấn đề phát sinh thì có một số group sẽ không thể nào tham gia được sự kiện buổi tối hôm đó do phải giải quyết vấn đề. Cái thứ hai nữa là em cái thứ hai nữa là cái này em nghĩ là do lệch múi giờ, do những sự kiện quốc tế thì mọi người sẽ phải bay từ khắp nơi trên thế giới đến một cái location nhất định và không phải chuyến bay nào cũng bằng đúng cái giờ nhau. Thì một cái event phía trước như vậy, đa phần em thấy là tổ chức industry night như vậy là để cho những bên bay đến sớm họ có một cái activity gì đó để hữu ích cho cái chuyến đi của họ. Đó thì là hai cái thứ consider như vậy. Pre-event và post-event là hai cái thứ mà như kiểu lần này em tụi em đi, mặc dù em RS4 lớn như vậy nhưng mà em RS4 cũng chỉ cử có một hai bạn brand representative thôi, à không nhiều, và họ cũng bận sắp mặt ở cái booth của họ luôn. Bởi vì cái booth MVR thì dĩ nhiên là chắc chắn là tất cả mọi người sẽ đến đó được đầu tiên rồi, nó to nhất. Còn nhất. Ở hai cái hall thì một cái hall là của bên Đài Loan và một cái hall là chỗ publisher quốc tế, nó phân thẳng ra như vậy luôn để cho nó dễ, để cho các bạn khách cũng có thể hiểu được rằng là nếu mà ta đi đến cái hall quốc tế thì khả năng cao là bạn sử dụng tiếng Anh English để giao tiếp. Chẳng hạn như lần đó tụi em qua booth của Sashi đi thì hỏi Sasi mày xài tiếng gì, English được không, kêu là no English, hỏi xài Chinese cái tiện tiện là một tí xài được tiếng Trung một tí, hỏi mày xài tiếng gì, tiếng Japanese, còn lại là Infobon. Nhìn Đó thì đó là những cái kinh nghiệm mà tụi em có được từ những cái chuyến đi quốc tế như vậy. Vậy câu hỏi cuối cùng cho ngày hôm nay ấy là những gì, Ngũ Hành đang có plan gì từ giờ cho tới cuối năm mà có muốn chia sẻ với mọi người không? Trước khi là chúng ta kết thúc cái buổi thảo luận ngày hôm nay, buổi trò chuyện ngày hôm nay. Rồi thì thẳng đây anh cũng hỏi thì em cũng trả lời luôn là đến cuối tháng 11 này thì em sẽ tham dự một lại sự kiện lần thứ hai về Asian Board Game Festival tại Singapore, và em sẽ rất mong được gặp một vài bạn Việt Nam tham gia sự kiện này, hoặc là thậm chí là nếu mà các bạn có game đem qua tham dự để test để chơi cũng được. Singapore khá là gần mình, bay ra Singapore chỉ bằng bay qua Hà Nội thôi, thậm chí nhiều khi còn rẻ hơn và nhanh hơn, cho nên là nếu mà đi thì chúng ta có thể gặp nhau ở cùng nhau đi chung một cái chuyến bay như vậy thì nó sẽ support được cho nhau và rất là thoải mái để có thể gọi là tham gia một cái event ở quốc tế. Thì đó là plan gần về sự kiện gần nhất của tụi em. Thì trong sự kiện này đặc biệt thì chắc là sẽ có promo cho du ký phiên bản quốc tế luôn. Thì phiên bản quốc tế được phát hành bởi Capital Games, có mặt tại Sing, Malay và ship tới châu Âu và Mỹ luôn. Thì tụi em sẽ ra mắt
cái sẽ hỗ trợ để boost cái sản phẩm du ký tại sự kiện đó, và có khả năng sẽ release một vài tựa game mới ở sự kiện luôn. Ồ. Thì cái này thì em không sure lắm nha, cái này em không sure lắm bởi vì giờ hiện tại cho cái tình hình kinh tế ở Việt Nam nó cũng khá là bấp bênh, và cũng là các xưởng rồi chi phí sản xuất rồi này nó cũng khá là problem, nó khá là có nhiều vấn đề đó, cho nên là không sure được. Nhưng mà tụi em sẽ làm một cái booth, tụi em sẽ có booth ở Sing là chắc chắn rồi, và tụi em sẽ có một vài cái activity bên đó. Nếu bạn nào mà có thể muốn thì có thể bay qua Sing, vừa đi chơi vừa tham dự event quốc tế. Yes, đó là ngoài ra thì cũng có thể mua game đi săn game rẻ. Sự kiện lần này ở Sing làm cũng khá lớn, làm cũng 3 ngày giống Tobe luôn. Cũng có những booth đến từ Nhật, đến từ Hàn như cũ, Playte, Sashi, Iten đều có thể xuất hiện. MVRS4 TBD có thể cũng sẽ xuất hiện luôn. Nói chung là em nghĩ là một sự kiện lần này của Ori khá là hoành tráng. Nếu mà có cơ hội thì hãy thử một lần, chi phí không quá nhiều, em nghĩ là khá ok đối với những bạn trong cộng đồng của mình để có một chuyến du lịch Sing kết hợp với lại tham dự một cái convention quốc tế đúng nghĩa. Confused rồi. Cảm ơn Toàn đã đại diện cho Ngũ Hành cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Thảo luận này anh học được khá là nhiều thứ, và anh cũng hy vọng là những bạn theo dõi cái video này cũng đã biết được nhiều hơn những cái khó khăn, những cái trải nghiệm mà khi mà đi một cái convention quốc tế như thế này. Đúng rồi, Đây. thank you anh Đăng rất là nhiều vì cái buổi phỏng vấn này, thì nó cũng giúp cho tụi em có thể share được cái kiến thức của em cho mọi người ở cộng đồng của mình, để mình có thể kiểu là cùng nhau, ý là cũng nói như em đã nói rồi đó, kiểu nếu các bạn đi một mình thì nếu sự kiện đó có nhiều người cùng một quốc gia hạng Ngũ Hành đi cùng với các bạn, thì các bạn có mình có thể take care lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau, cùng út cái khu vực của mình lên tốt hơn là nếu mà chỉ từng bên và cứ gắng đi đánh riêng lẻ thì không, khối lượng công việc nó sẽ nhiều hơn và nó cũng sẽ khó khăn ở những ở mỗi mỗi một bạn, một cá nhân, một brand, nó sẽ có khó khăn ở cái nơi mà mình đang thực đang gọi là đang hoạt động, tác lại với nhau hoặc là cố gắng đi chung với nhau được đó, thì nó sẽ hoành tráng. Nhưng mà kiểu cái team mà cho bác đó hiện tại họ đang giữ SN luôn đấy. Hợp lý. Rồi, vậy có gì sẽ hẹn Ngũ Hành sau khi mà chúng ta sẽ gặp lại Ngũ Hành sau khi họ đã hoàn thành cái chuyến đi Essen ở Singapore vào cuối tháng 11. Đúng rồi anh. Ok, vậy chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Anh xin bay qua luôn anh. Tôi đã tính. Ok anh. Rồi, goodbye anh. Goodbye, Toàn.